Thiên Hoàng thân chào tất cả các bạn nghe đọc truyện của Thiên Hoàng K. Hôm nay Thiên Hoàng sẽ đọc cho các bạn nghe bài viết của tác giả Hoài Giang Duy có tựa đề là Mơ giấc đời thường. Trong đời tôi có những giấc mơ bất chợt, không tưởng lại đến, không là vì hết lại gặp. Có bao giờ bạn tưởng được người tôi muốn nói đến là Hồ Diệu Bang, lãnh tụ đảng ngày nào của Trung Quốc? Tôi không bao giờ nghĩ đến ông ta và cũng không hiểu sao ông xuất hiện trong cơn mơ lạ kỳ này. Điều tôi có chút cảm tình với ông qua việc sinh viên biểu tình ở Thiên An Môn trước đây. Những giọt nước mắt thương tâm ở một người lãnh đạo trước thân xác những người trẻ tuổi chống áp bức, đòi hỏi dân chủ công bằng xã hội. Nhưng cũng chính những lời phát biểu đứng về phía quyền đòi được làm người. Những giọt lệ chắc không muốn cho ai thấy biểu lộ bề trong của một con người thật, làm địa vị, sự nghiệp bị kéo xuống. Cho đến cuối đời ông nhắm mắt, tôi không hề quen biết ông ta, tôi không có chút huyết thống nào để ràng buộc, bắt nhớ. Một giấc mơ đi qua, ở đó không có hàng rào ngôn ngữ, địa vị, chủng tộc, không chuẩn bị đo lường, gặp nhau từ tâm thức của một người đang ngủ. Phải chăng ở không gian này còn có hơi thở sống còn, là còn thấy những việc ngớ ngẩn không liệu trước. Như buổi trưa nay ở xứ người, hơn 30 năm sau, vẫn thấy được gần 10.000 người dân, đàn ông, đàn bà, con nít, gái thượng để ngực trần, bồng bế tả tơi, gồng gánh cái gia tài cỏn con từ thành phố An Lộc đổ dồn về hướng chân thành Lai Khê. Bắt tay đơn vị bạn được rồi, tiếng báo cáo qua máy truyền tin, cả tiểu đoàn reo vui. 20 ngày chiến đấu ở một điểm giằng co, cái khoảng chia cắt địch chen vào đã diệt xong. Vòng đai An Lộc và đơn vị giải tỏa đã thông nhau. Hơn 30 ngày qua, chúng tôi một bộ đồ trận trên người không tắm rửa ở cánh rừng cao su này, cách thị xã trước mặt 700 thước. Sau trận đánh, đơn vị án ngữ cho đoàn người từ trong thành phố ra đi. Cả tháng qua, người dân sống trong không gian, thời gian chịu đựng, chỉ thấy tia chớp, chỉ nghe tiếng nổ như bài học nằm lòng. Thành phố bị địch vây phủ, hưởng chung đạn pháo với người lính trong cuộc. Bây giờ trận địa tạm lắng, là lúc dân chúng thoát đi khỏi vùng giao tranh. Đi là rời xa, về hướng trước mặt, trên quốc lộ 13. Người lính chúng tôi chứng kiến cảnh này không sao giấu được cảm xúc bồi hồi. Chiến trận vừa tạm lắng, liệu khoảng cách xa rời có còn là chốn yên thân? Thực vậy, không tưởng được, họ là người dân miền Nam, thoát đi như kẻ nhận chịu. Tài sản là những gì trên vai, tay xách. Gia đình là người gần gũi ở một đoạn đường, là cha, là mẹ, anh chị, trẻ thơ. Chỉ riêng trên con đường vượt thoát về quận Chơn Thành, gần 2.000 người ngã xuống, máu đổ, xác người bỏ lại, từ đạn pháo, từ phục kích của địch. Giấc mơ của đường đi không đến cho mỗi phận người là như thế đó. Hơn một năm trước trên đất Campuchia, buổi đầu tiên đổ xuống vùng địch chiếm đóng, khu vực người Việt bị cáp ruồn, lần đó cái cảm giác chủ động, hào hùng hơn hoàn cảnh này. Lần đó có chúng tôi trực tiếp ở trận địa với người dân, trực thăng vận đổ quân xuống ruộng đồng ngập nước, trên không máy bay L-19 bay quần, phát loa rải truyền đơn, kêu gọi người dân Việt chạy ra có chúng tôi đến, có súng nổ, có đạn pháo chống trả. Nhưng tấm lòng người lính miền Nam cứu người Việt Nam, tinh thần dân tộc rõ nét hơn ở cuộc chiến tham dự. Tại vùng 4 chiến thuật, Sư đoàn 9 bộ binh đảm trách hành quân sang đất Campuchia. Các trung đoàn hành quân tấn công hậu cần lớn, quân Bắc Việt trên đất Chùa Tháp, giải tỏa vùng bị chiếm, mở màn cho giai đoạn Việt Kiều hồi hương, phương tiện bằng tàu, bằng máy bay chuyên chở, đưa dân về miền Nam định cư. Ở căn cứ Ních Luông cách Nam Vang hơn 60 cây số, trung đoàn 15 bộ binh thay thế chiến đoàn B thủy quân lục chiến. Hình ảnh cho đến bây giờ vẫn còn trong tôi mỗi lần nhắc đến. Tại căn cứ hành quân bộ chỉ huy trung đoàn, 5 chiếc trực thăng ứng trực dưới ánh nắng, phía trong bìa rừng không xa, mấy cô gái miên vận xà rông, một tay ôm chiếu, một tay xách xô nước chờ sẵn. Các cô gái bản xứ bán thân mời gọi người lính đổi lấy gạo sấy, thịt hộp, lương khô, tiền bạc. Dưới đôi mắt của người sáng tác, tự dưng tôi có ý nghĩ so sánh.
hai hình ảnh ứng chiến hoàn toàn tương phản trong một xã hội chiến tranh vừa mới đến. Hơn một năm hành quân trên đất Campuchia, biết bao điều tai nghe mắt thấy, mỗi ngày trên sông nước Cửu Long, xác người xỏ sâu, thả trôi sông lèo bèo. Từ xa cứ thấy dáng nằm sấp là biết người nam, nằm ngửa là nữ, coi như sống sao chết vậy. Trên bộ đi qua những vùng đất khoai mì mọc lên cao, lá xanh tươi tốt, ở dưới là mồ chôn tập thể những người dân Việt. Người dân Campuchia không phân biệt đâu là người lính miền Bắc đi qua, để lại ân oán cho người dân Việt ở địa phương lãnh đủ sự trả thù tàn sát. Từ nỗi ám ảnh mồ chôn sống người ở Huế năm Tết Mậu Thân chưa phai, bây giờ nhìn mồ chôn tập thể đồng bào người Việt trên đất Campuchia mới thấy xác người Việt lưu vong trải đều theo vận nước đi xa. Từ một giấc mơ không tưởng bất chợt lại quay về một thời của năm tháng cũ, chuyện đời. Có những điều tưởng như mơ mà là thực, cái thực bình tâm, tỉnh táo thức, biết rõ cay đắng não lòng. Hơn 30 năm qua, đâu ai nghĩ có một ngày chúng ta mất tất cả. Giấc mơ thực của một đời người đã dày vò nỗi lòng người lính, người dân, kẻ ở lại, người lưu vong, ngậm nỗi đau thương cho đến ngày nhắm mắt, hẳn là cho mãi đến ngàn sau, thế hệ người dân này còn, là còn tiếng kêu bi thiết, đánh động lương tâm, nghiệp quả của một dân tộc, một thế hệ phải trả. Cuối tháng 4 năm 75, mất miền Nam, 9 ngày sau đó chúng tôi bị giữ lại, khi theo lệnh trình diện, qua hàng rào kẽm gai, đứa con gái đầu lòng 10 tháng tuổi đã được đưa qua lỗ vuông rào cho tôi bồng. Đó là buổi chiều đầu tiên gia đình biết tin qua loa phóng thanh. Từ buổi đó tôi ra đi, chung cùng số phận với anh em đồng đội, chuyển tiếp qua nhiều trại. Lần thăm nuôi đầu tiên một năm sau, ở tốp người đi ra gặp gia đình, có đứa bé gái 2 tuổi, một mình chập chững đi vào, đối diện với tốp người ra nhận thăm nuôi. Không ai biết con của ai trong đồng bọn tù. Nó cầm tấm hình chụp chung với nội quơ qua quơ lại trước mặt. Khi nhận ra hình ba tôi, đoán là con mình, tôi bồi hồi ấm lên, đứa bé nín thinh nhận chịu, không chút ngỡ ngàng. 15 phút cho thăm nuôi trên chiếc bàn dài ngồi đối diện, hai họng súng trực hờ, trước đôi mắt người vợ, trước đôi mắt trẻ thơ. Bài học nhân cách làm người tù binh, lần đó còn có ba tôi, một lần thôi và cũng là lần cuối cùng cha con gặp nhau. Nhiều năm sau, dài cơn mỏi mòn chờ đợi, ba tôi mất đi. Cái chết của ba thật buồn rầu tội nghiệp. Khi chuyển qua 2-3 bệnh viện ở Sài Gòn, họ không nhận cấp cứu. Lúc thì tại vì không hộ khẩu, lúc thì khác phường, khác tuyến, khác khu vực chữa trị. Nghe qua, nhớ đến năm đầu tiên mất miền Nam, anh em thương bệnh binh cũng bị trục xuất, dắt dìu ra đường chịu trận. Ba tôi, người lính, người dân có khác gì? Chỉ còn tiếng thở dài, đành thôi. Ngày ba tôi mất, đêm đó ở nhà trại tôi nằm mơ thấy gia đình. Hình ảnh này thường nhật, tôi không nghĩ đến. Đã lâu rồi tôi tập quên đi, mỗi khi có một thoáng hiện nào bắt nhớ. Tôi đứng lên tìm quên hay kiếm một cớ nào khác. Sự bạc bẽo vô tâm ở chính mình là cách chạy trốn, mối thương cảm gia đình. Tôi sợ phải nghĩ đến hình ảnh cha tôi một thân một mình. Tôi lo người vợ không biết làm gì sống. Ngoài việc dạy học trước đây, mối tình học trò từ thuở trung học rồi xong đại học mới cưới nhau. Trong suốt 7 năm dài yêu thương, tôi hiểu sự yếu đuối của người vợ trẻ trước nghịch cảnh, đổi đời lớn lao này. Hoàn cảnh bên trong bị bưng bít nên không ai hiểu người bên ngoài, cũng chịu đựng đau khổ như nhau. Mỗi lần nghĩ đến tình thân, ở đó có yêu thương kỷ niệm, có lo lắng mọi điều, là lúc tôi thấy mình không chịu đựng nổi. Biết chắc một điều không có ngày trở về, không có đời sống gia đình như ngày cũ nữa, thì thôi, quên đi cho đau khổ khỏi hành hạ lấy mình. Mấy ngày sau có tin thăm nuôi nghe báo, tôi linh tính có chuyện không hay. Chiếc áo vợ tôi mặc giống như trong mơ tôi đã thấy. Đi cùng là thằng bé, 13-14 tuổi, hỏi là ai vậy? Thằng Sơn con chị tôi đi theo thăm cậu. Chỉ mới vài năm thôi đầu óc tôi thế nào? Không nhận ra thằng cháu, thường hay theo tôi trước đây mỗi lần về phép. Đứa con gái nhỏ thỏ thẻ hỏi lâu quá sao ba không về. Nghe con hỏi tủi buồn không biết trả lời sao. Tin ba tôi mất, điều tôi đoán đã là chuyện thực. Biết có ngày này, tôi vẫn nghe lòng mình trùng xuống với nỗi đau.
Lúc này mấy anh em tôi còn đang ở tù, tứ tán Bắc Nam. Ba tôi không chờ gặp được đứa con nào. Mọi sự bên ngoài một tay gia đình chị tôi lo liệu. Lúc này đang ở trại tù Xuyên Mộc. Trại chia làm ba khu, theo thế tam giác ở giữa rừng mới khai phá. Không có đường xe khách, chung quanh là vùng định cư người miền Bắc đưa vào. Xe bao đến đây, phải ngủ lại cả người lẫn xe, hôm sau chờ thăm nuôi mới quay về. Bây giờ tôi lao động trên bệnh xá, chiều tối qua nghe tin, có nhờ tên tù hình sự an ninh cầm mền ra, nghe vợ tôi kể đêm ở rừng lạnh quá, hỏi ra mới biết thay vì đưa giùm, hắn ta đưa cho vợ hắn. Gặp nhau 15 phút thăm hỏi chuyện nhà, an ủi nhau để có chút niềm tin mong manh, chứ biết đến bao giờ. Lúc chia tay biết ngày mai ra sao, có sống còn gặp lại, lần nào cũng vậy, lén lút qua vợ, qua con. Tôi gửi mấy bài thơ viết trong tù, những dòng thơ đau thương nghiệt ngã, những cảm xúc rất thực lòng. Trong nỗi sâu kín của tâm hồn, chỉ còn có thơ để vịn vào trang trải, an ủi chính mình. Sau đó về nhà, vợ tôi chép lại, từ mấy mảnh giấy vụn chi chít chữ, vào tập sách giữ gìn. Những bài thơ mà sau này đọc lại, nếu không sống trong hoàn cảnh này, chắc tôi cũng không làm được. Cùng ngày trở vào trại, chỉ mấy tiếng đồng hồ sau, công an trực gọi tôi lên bệnh xá cấp cứu. Bệnh nhân bị méo miệng, mắt mở lệch một bên. Tưởng ai, hóa ra anh chàng an ninh ban nãy. Thấy mặt nó, nhớ chuyện cái mền vừa rồi, tôi đã bực mình. Nhưng lúc này trông hắn ta thật thảm, nước mắt nước miếng chảy ra há hốc, miệng không ngậm lại được. Bệnh xá với 20 giường bệnh, chia từng khu vực loại bệnh. Cách sắp xếp này cũng từ anh em chúng ta điều hành. Nói rõ thêm một chút, bệnh xá ở đây là bệnh xá mẫu để quay phim. Hờ khi có phái đoàn quốc tế đến, nên tương đối sạch sẽ, sàn lót gạch bông, thuốc men được cung cấp qua Cục Trại Giam Bộ Nội vụ. Ở trại này, Hồ Hữu Tường, Nguyễn Mạnh Côn chết, Duyên Anh cũng bị tai tiếng từ đây. Coi như ban ngày tôi ở bệnh xá, chiều tối trở về lán, chung, rõ hoàn cảnh với anh em, cửa khóa kín hai ổ khóa. Từ trước đến nay mấy lần có tin phái đoàn quốc tế, nhưng rồi cù cưa nhùng nhằng đâu đó, nghe nói bị chặn lại ở phía ngoài. Tôi chưa thấy phái đoàn nào được phép vào tận nơi đây cả. Đã quen với nhiều ca cấp cứu, tôi ngồi sau lưng hắn ta, châm kim đằng sau mấy huyệt Phong Trì, Phong Phủ, Giáp Xa, Bách Hội. Chỉ 2 phút sau, cạnh hàm trên co giật run lên, rồi hạ xuống, nghe tiếng chuyển động, miệng nó ngậm lại được. Tên cán bộ công an đứng đó, theo dõi, buộc miệng. Địt mẹ nó hay thiệt. Có khen gì đi nữa, khoảng cách ở người cai ngục và tù nhân còn đó, vẫn quanh quẩn ở tiếng chửi cuộc đời. Sau ngày ba tôi mất, tôi có niềm tin chuyện trở về. Cuộc đời như vòng parabol. Khi đã xuống tận cùng, thì sẽ cất lên. Thời gian ở bệnh xá, mấy nhân vật nằm bệnh ù, điều trị lâu nhất, tôi còn nhớ như là Nguyễn Văn Bốn, sư đoàn 22, bệnh cổ trướng, Nguyễn Văn Thành, sư đoàn 21, bệnh hở van tim, Giang Văn Bé, tiểu khu Phước Tuy, bệnh xuyễn, đặc biệt có ông thầy ngã sáu tội hình sự, nhưng nằm điều trị chung một bệnh xá. Lúc có bệnh nặng cần chuyển, nhưng không được chấp thuận, anh em nhờ ông viết ít chữ bùa để dưới gối nằm của người bệnh, là hôm sau bệnh nhân được chuyển đi bệnh viện. Tôi không biết làm sao giải thích chuyện này. Một lần để thử ông ta, anh Lang, người làm chung trên bệnh xá, hỏi ông ta về đứa con trai. Tôi thấy ông bảo chờ chút. Ông nhắm mắt gõ vào vách, che tai lại nghe. Một lát ông kể lại đoạn đường vượt biên sóng nước ra sao. Như thể ông ta đi chung trong cuộc. Tôi kéo anh Lang ra hỏi riêng, có đúng không? Anh Lang nói đúng như thằng nhỏ vượt biên, gửi thư về kể cho vợ anh ta. Tới phiên tôi hỏi về chị tôi và nơi chôn cất ba tôi. Mỗi lần vậy, ông ta bảo chờ một chút, đưa tay gõ vào vách ván cục cục, áp tai vào nghe. Ông mô tả nhà chị tôi ở hẻm, trước cửa nhà ra làm sao, mộ ba tôi chôn vị trí như thế nào. Tôi thấy ông nói đúng, kể cả mộ ba tôi sau này, khi về tôi mới biết. Một xã trưởng ở Tân Trụ, Long An, ông là người tù chính trị, chống chính quyền, có án đưa từ Chí Hòa lên, bị tra tấn lúc ở các trại giam trước hay bí tiểu. Ông nói với tôi,
Chú về đã chắc tôi chết quá, không còn ai để trị bệnh. Ở đây không có thuốc men, cách vài ngày phải nhờ chú. Nói xong giọng nghẹn ngào, bất chợt ông quỳ xuống, nước mắt chảy ra ông khóc. Hành động bất ngờ làm tôi ngỡ ngàng, tôi cũng không ngờ tấm lòng của ông đối với tôi. Ông dặn dò, chú về đó, ghé qua nhà tôi còn đứa cháu chưa có gia đình, giỏi lắm. Nhà có ruộng vườn sẵn hết khá lắm, tôi muốn gả nó để đền ơn cho chú. Tôi nhắn về trước, tôi cười trừ, thôi chú, tôi có vợ rồi. Chú cười gượng, có sao đâu, tôi có tới ba bà lận mà. Một năm sau ngày ba tôi mất, tôi có giấy tạm tha. Qua cổng trại, quay đầu ngó lại, tôi thấy đôi mắt của Nguyễn Văn Thắng, người bạn tù ăn cơm chung nhìn theo thật buồn, tuyệt vọng. Nó ám ảnh tôi dai dẳng về sau. Mỗi lần nghĩ đến, tôi cũng không có dịp tìm đến nhà ở Tân Trụ như là chú gửi gắm. Mấy tháng sau hỏi thăm nghe tin chú mất ở bệnh xá, lòng thấy bùi ngùi thương nhớ anh em còn trong cảnh ngộ. Đã lâu, không hiểu sao tự dưng đêm nay tôi lại nhớ câu chuyện về chú. Tha lỗi cho tôi ghi lại hình ảnh và mấy dòng muộn màng này. Ngày về thăm mộ cha tôi, giọt nước mắt cho lần hạnh ngộ ở dưới mộ sâu ba năm đó. Từ buổi trưa ra đi, chỉ một lần duy nhất gặp lại ở kỳ thăm nuôi. Tôi biết ba tôi cũng buồn nhiều lắm. Hoàn cảnh rối ren lúc bấy giờ. Ba nói ba già rồi, con có đi thì cứ đi, ba ở lại. Cũng vì nắm níu tình cha con, không nỡ bỏ ba một mình, tôi đã ở lại. Được gì? Có được đâu sự gần gũi nào, chỉ có năm dài trong cảnh tù đầy khốn khổ, cho đến ngày ba nhắm mắt không gặp. Thời gian cầm bằng như không, một thời tuổi trẻ chôn vùi, vợ con chung cùng một hoàn cảnh chịu đựng. Đứng ở bên mộ, tôi nghĩ đến hoàn cảnh thân phận mình bây giờ mà thấy chua xót quá. Tất cả đều đổi thay xa lạ, chính mình mang lấy mặc cảm, không muốn nói nhìn tới ai. Suốt mấy năm dài bị theo dõi rình rập, báo cáo, tạo cho mình mối nghi kỵ ở người chung quanh. Bây giờ trở lại cuộc đời rộng lớn hơn, cảm thấy mình lớ ngớ trước ngôn ngữ, danh từ thường nhật không giống ai. Cầm bằng sự thua thiệt cười buồn, hôm nay ở đây, ngày mai về quê nhà, nơi khai báo địa chỉ cư trú quản chế. Liệu tôi có thời gian đi đứng được tự do chút nào? Đó là lý do tôi lưu luyến ở Sài Gòn đến 2 ngày, thay vì về thẳng, bỏ mặc vấn đề an ninh đe dọa từ chỗ tha. 3 năm sau, Nghĩa Trang Phú Thọ 3 năm sau, Nghĩa Trang Phú Thọ Hòa giải tỏa, lý do nhà nước cần lấy đất. Tất cả đều chung số phận mồ mả, hài cốt bốc lên, trong đó có ba tôi. Dù là đất chôn mua vĩnh viễn, đâu ai nghĩ chúng tôi mất tất cả, địa vị nhân cách làm người trên đất nước mình sinh ra, hành xử trong cuộc sống để rồi tản lạc khắp nơi tìm tự do. Chuyện đời thật tình cái gì cũng có thể xảy ra, oái oăm trong mơ, tôi gặp người thất sủng Hồ Diệu Bang. Tôi còn nhớ trong trại cải tạo, cán bộ lên lớp dạy cho chúng tôi niềm kiêu hãnh là đồng chí Lenin là người Việt Nam, vì ông ta họ Lê, tên Nin. Bây giờ trong mơ qua câu chuyện lại thấy ông nhận mình là người Việt Nam lưu lạc ở đất Tàu. Năm xưa trên đất nước Campuchia, chúng tôi đến đưa người dân Việt về nước. 20 năm sau chúng tôi sống lại đời sống di dân. Đâu ai nghĩ, cái vòng tròn xoay định mệnh không hẹn lại đến. Bây giờ ở đất nước không là của riêng ai, cứ quên mình là ai để không thấy lạc lõng thân phận con người. Nghĩ là như vậy nhưng không dễ vậy. Đôi khi vẫn nghe chua chát ngậm ngùi. Ở một quốc gia có quá nhiều sắc dân chủng tộc, chúng ta sống trôi theo một luồng sóng mênh mông. Ở đó có ham huống đua đòi theo tới, ở đó có định mệnh đẩy đưa. Không còn chọn lựa nào khác, ở hai bờ vực, ở hai bờ đại dương trong cuộc sống. Người đi thương về chốn cũ, kẻ ở lại, mang tâm trạng nuối tiếc. Ở quê nhà, anh và tôi là kẻ đứng bên lề. Còn chốn này, sự kỳ thị không nói ra vẫn là một giai cấp thứ bậc trong xã hội. Điều cảm nhận này chính thế hệ chúng ta, những người bỏ nước ra đi bị dị ứng và chịu đựng nhiều nhất. Bạn tôi ơi, hiểu dùm, không có chỗ quay về, khác gì như người không thể ra đi. Cảnh ngộ có khác, vẫn chung cùng một thân phận là người mất nước. Sống đâu phải giản đơn trong ý nghĩ sống chỉ có mình. Còn nhớ, mới đây cô bạn người Đại Hàn trong sở khoe, nước họ ở vùng quê, hiện giờ rất nhiều cô gái Việt Nam. Tôi hiểu dụng tâm,
muốn nói chuyện mua gái bán buôn người mình, nghe qua không phải là người thân, không có tình ruột thịt, dù ở Bắc hay Nam, miền Trung, miền Tây, thành thị hay thôn quê không quen biết, vẫn thấy hổ thẹn chính mình. Tôi nói chuyện này chỉ xảy ra sau ngày mất miền Nam, thời chúng tôi không có kế hoạch dịch vụ buôn người lao động. Cô bạn nghe qua, như người khác, tin hay không, khó mà biết được, bởi hàng loạt mai mối mua gái bán nhau qua lại là một phong trào ở Đài Loan, Mã Lai, Đại Hàn trên xác thân dân tộc Việt. Người trong nước chủ sướng có tiền không thấy đau, nhưng người Việt lưu vong lại nhục dùm cái tình yêu tổ quốc. Cô gái Miên ngày nào cầm chiếu sẵn sàng đổi chác xác thịt riêng rẽ, ven cạnh bìa rừng, đằng xa mấy chục chiếc trực thăng ở căn cứ Ních luôn. Chắc vẫn không có khả năng son phấn bán mình đi xa như vậy. Cô ta chỉ thấy cây rừng bao phủ dòm ngó, ở đó có đất trời, có lạc hậu với hoa đồng cỏ nội, có sung sướng, có đau khổ, có hy sinh cho ai vì một lý do nào đó, vẫn là sự mặc cả sòng phẳng giữa một cá nhân, tiền trao cháo múc. Cái hình ảnh vương vấn năm xưa người lính nào cũng thấy, thấy để mà thấy trên đất nước chính họ. Hình ảnh mà mấy chục năm qua tôi vẫn còn nhớ, để so lại bây giờ, nó không là tiếng kêu bi thiết bị gạt gẫm bỏ rơi, nó không là biểu tượng để đánh giá một dân tộc trong thời chiến. Còn bây giờ chúng tôi bỏ nước ra đi, từ cái giá phải trả xong vẫn chưa yên, người khác vẫn nhìn màu da tôi, cho về một phía, khác chăng là ở hoàn cảnh và định vị nơi chốn. Còn nói thêm cũng không mấy người chịu hiểu. Đứa con gái ngày nào ẵm bồng qua lỗ vuông rào, bây giờ đã làm mẹ, không thấy xót xa oán trách về một thời ấu thơ khốn khổ. Đi theo mẹ thăm nuôi cha qua nhiều trại tù, tuổi trẻ lớn lên, sống với tấm lòng vị tha nhân ái làm người, đâu có nỗi đau đeo đẳng của người trong cuộc. Thời gian có đẩy lùi quá khứ đi xa, vẫn không xô ngã nổi một giai đoạn lịch sử. Có hai miền đất nước, có che giấu thân phận thế nào đi nữa, thực tế dấu tích vẫn còn đó, bởi nếu không có sự thể ngày trước thì đã không có ngày hôm nay. Giấc mơ nào rồi cũng qua đi, cuộc đời như một dòng sông xuôi chảy, tình yêu, tình người có như cát bồi che lấp, rồi cũng thản nhiên thôi. Trong em và tôi, phải chăng rất bình yên là không có cơn mơ nào trong đời sống thực. Các bạn vừa nghe xong một bài viết rất là hay. Tác giả nhớ về rất là nhiều chuyện ở trong quá khứ. Thiên Hoàng nghĩ rằng là những câu chuyện như thế này đó, nó sẽ đeo đuổi, dai dẳng các anh chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa mãi mãi, bởi vì đây là một vết thương mà không bao giờ lành. Vết thương này chỉ tạm nằm im đó thôi, nhưng rồi một lúc nào đó lại trở về và lại làm cho các anh đau đớn. Bây giờ thì Thiên Hoàng xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết khác.